Xin chào toàn thể các bác nhé. Em vừa hoàn thiện 4 con kích cá điện tử cho 4 bác. Đây là con điện kích cá điện tử của bác Trường ở Chư Pông, tỉnh Gia Lai. Con này là con 16,2 biến áp các bác nhé, chuyên thuyền. Đấy. 3 chế độ, 2 mức áp. Đấy nha. Đấy, và chế độ áp để chỉnh tần số vặn to nhỏ. Và đây là con máy ba con máy 8 phét, một là của bác Hoài Giang ở Long An này. Bác thứ hai là bác Hán ở Quảng Bình. Bác thứ ba là bác Hùng ở Thanh Hóa, Hoàng Hóa Thanh Hóa. Đấy, ok. Đó thì đây tất cả những dòng máy này nhé các bác nhé. Một con này là con chuyên thuyền công suất lớn các bác nhé. Đấy, em làm cho bác Trường ở Chư Pông Gia Lai này. Còn ba con này là vừa đánh bộ vừa đánh thuyền, ok các bác nhé. Đấy, những cái dòng này là em đã nói và quảng cáo rất là nhiều rồi, em không nói đi nói lại nữa. Đấy, con 16 phép này nó bằng hai con 8 phép này gộp lại các bác nhé. Thế nên nó rất là khỏe. Đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ nhé. Đấy, các bác nào đã mua kích của em rồi các bác biết nó đánh như nào các bác bình luận đây cho em nhé. Đấy, rất là nhiều các bác đã đặt em một chiếc rồi, là đặt thêm một hai chiếc nữa là chuyện bình thường. Vì kích bên em là làm để đảm bảo chất lượng cho các bác luôn. Đấy, có mỗi mình em làm. Thế nên các bác chờ, nhiều khi các bác chờ cả 10 ngày luôn ấy. Thì mong anh em thông cảm. Anh em ở xa nhé. Thì thôi em đi test máy cho các bác đây. Bác nào có nhu cầu liên hệ em nhé. Đấy, dòng kích áp điện tử chuyên thuyền hoặc là nửa bộ nửa thuyền hoặc là chuyên bộ, các bác thích kiểu gì em làm cái đó được. Đấy, nước tạp chất đồng ruộng các kiểu. Đó. Ok nhé các bác nhé. Bây giờ em sẽ test máy cho các bác. Đấy, máy hoạt động ổn định luôn trước khi gửi cho các bác nhé. Đấy, quạt đã quay các bác nhé. Đấy, các bác có thể nhìn nhé. Đấy, đây là tần số thấp nhé. Đấy, nhỏ này. Băm nhanh này. Đây này, tần số cao này. Đấy, máy hiệu suất rất là cao các bác nhé. Bóng không thể nhìn nổi nữa. Nói chung là không quan trọng kéo bóng đâu các bác ạ. Quan trọng nhất là các bác ra nước. Nó phải đánh được chết cá. Nhưng anh em không cần phải thử bóng làm cái gì, cứ phải thử nước là quan trọng nhất. Đó. Máy ở Trường, anh Trường Xuân ở Chư Pông Gia Lai nhé. Ok luôn các bác ạ. Những dòng này các bác chuyên truyền thì bác bảo em chuyên truyền nhé. Các bác muốn chuyên bộ thì bảo em chuyên bộ. Đấy, tần số nhanh này, chậm này. Đấy, tùy theo cái mức anh em đánh nhá, làm sao cho phù hợp. Vì em cũng test rất là kỹ rồi, giờ em test qua cho các bác biết là máy hoạt động ổn định trước khi gửi nhá. Đó, thì bây giờ em sẽ test qua cho các bác. Đấy, tần số cao thì thôi em đã ghi rõ đây và em có cả giấy hướng dẫn sử dụng cho các bác rồi. Các bác cứ yên tâm nhá. Đấy, giờ em dùng dây 6 ly, dây rất là to nhá. Cái nước của các bác thì nó thật ở trong khu vực Gia Lai ấy, thì nước nó sẽ nhẹ nước hơn. Đấy các bác nhá. Còn cái bóng 1000W kia nó tải nước nó không quan trọng. Bóng 1000W của bọn em là nó ăn dòng như thế nào thì bóng 1000W ăn dòng như vậy luôn. Nhìn nước bọn em ăn dòng như nào là bóng 1000W ăn vậy luôn. Nhưng mà vào trong nước Gia Lai là nó sẽ ăn nhẹ điện hơn. Em cam kết với các bác là như vậy, cam đoan các bác là như vậy. Đấy, ok nhá. Bác Trường nhá. Bác đã dùng rất là nhiều rồi, rất là cảm ơn bác đã tin tưởng em này. Đó, một con kích em làm rất là cẩn thận cho các bác. Là một con 8 phét nha các bác nhá. Của bác Hoàng Giang ở Long An. Hoài Giang. Đấy, máy thì em có đầy đủ giấy hướng dẫn sử dụng hết cho các bác. Các bác về đọc là các bác hiểu ngay. Đấy, không có gì cả. Ở đây em hướng dẫn các bác là hơi mất thời gian. Đấy. Đó. Đấy, trước khi gửi cho các bác em test đất hoạt động rất ổn định rồi nha các bác nhé. Em đã dùng cả em về kìm nọ kia, máy móc em đo đạc hết cho các bác rồi, các bác yên tâm về đánh nhé. Đó. Ok nhé. Tiếp tục các bác nhé. Đây là máy móc Hán ở Quảng Bình. Đây các bác nhé, đây là máy móc Hán ở Quảng Bình. Đấy. Quảng Ninh, Quảng Bình. Đấy. Các chế độ nhé. Pick thì nó nháy cái tần số rất là chuẩn các bác ạ. Nên là anh em cứ yên tâm. Còn pick thì anh em cứ yên tâm là nháy tần số rất là chuẩn luôn. Đấy, các bác thích đánh chế độ nào thì đánh. Đấy, nó có 3 chế độ cho các bác.
không cái bóng kìa, làm sợ luôn. Con này thì em lắp cho các bác đánh thuyền thì là em cần em ấy cho một chút các bác nhé, bác ấy đánh thuyền. Tiếp tục xin âm xin test của bác Hùng ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa nhé các bác nhé. Đấy, ok nhé các bác nhé. Đấy, tần số thấp này, tần số cao này. Đấy. Ly này. Ok các bác nhé, bác nào có nhu cầu liên hệ em nhé. Xin cảm ơn các bác đã tin tưởng và chờ đợi em đến giây phút này. Bác nào mà còn đang chờ thì cố gắng chờ, em làm cẩn thận cho các bác nhé. Đó.